Em làm chuyên về hoa lan anh. Có người mua một cây lan chỉ cần khoảng 5 cm thôi mà cỡ khoảng 40 mấy 50 tỷ thôi. Em không thích gì vậy đàn ông? Có nghĩa mình nói không thích thì có nghĩa là không thích những cái điều xấu thôi. Ví dụ như tham gia quá nhiều vào tệ nạn. Đánh anh thì nóng lắm, nhưng mà hãy miễn cãi nhau anh ra anh múc nước xuống, anh dọn anh đầu anh xong anh đi rồi. Anh cảm nhận như thế nào khi mà tiếp xúc lần đầu với em? Thấy dễ gần. Anh nói là nhìn em dễ gần thì anh có muốn gần hay không? Mời nhà trai. Thôi, mời em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Hôm nay thì hai bạn chỉ ngồi cách nhau cái hàng rào thôi. Bắt đầu, mời bạn trai giới thiệu về mình. Chào Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và rồi, chào em. Các khán giả ở đây. Em tên là Quỳnh Tấn Khanh, sinh năm 86, quê gốc thì của em là ở Vĩnh Long. Em làm việc thì ở trên Bảo Lộc. Khanh làm gì trên Bảo Lộc? Dạ em làm chuyên về hoa lan anh. Gieo hạt, như là mình lấy cái trái của lan rừng mình gieo hạt, hoặc là mình có thể là mình thụ phấn cho nó để mình tạo ra những cái giống mới. Có người mua một cây lan chỉ cần khoảng 5 cm thôi mà cỡ khoảng 40 mấy 50 tỷ thôi. Trời ơi. Rồi chào hai dạ, chào dạ. Hai bạn. Rồi giờ ngồi bàn chuyện lan cho tới sáng hay gì? Nhánh lan rừng đã nở những ánh hoa trắng xinh. À, dạ. Bạn đã hay lắm, chút hát dạ. Rồi đó đi. Rồi đó là bên đây là về chuyên về lan đúng không? Dạ. Để coi bên đây chuyên về gì nha. Giới thiệu đi cưng. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Ừ. Chào anh trai kế bên và gia đình cùng các quý khán giả ngồi phía dưới. Tên em là Lê Thị Viết Thắng, hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Trà Vinh. Nghề nghiệp chính của em là làm các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch, đến nhân thân, khai sinh, kết hôn, khai tử nhưng mà mang yếu tố nước ngoài. Làm ở xã đó hả? Dạ, ở huyện. Dạ. Vĩnh Long mà qua Trà Vinh cũng gần. Rồi bao lâu mới về Vĩnh Long lần? Do là ở Vĩnh Long thì em còn mẹ nên cứ mỗi tháng thì em sẽ về đó tầm 3 ngày, 4 ngày. À, tháng nào cũng về hết? Dạ, tháng nào em cũng phải về. Rồi, vậy cũng gần về Trà Vinh rồi đó. Có mẹ với ông bà ngoại, mà ngày nào cũng phải điện về. Nhưng mà em có nghĩ là ngày nào đó em sẽ về bởi vì mẹ em về chăm sóc mẹ chưa? Dạ, thì em cũng có một cái dự định của năm nay, sẽ xây nhà lại và em sẽ dời công việc em về dưới đó. Sát bên Trà Vinh ha. Tâm rồi, bên đây tôi cũng yên tâm rồi đó. Ở Lâm Đồng thấy xa quá. Em trai có mấy mối tình rồi? Có một mối tình với người đầu tiên là vợ. Sau khi ly hôn thì cũng mấy năm em có quen một người cũng lớn tuổi hơn em, chuẩn bị đâu đó xong xuôi hết rồi, còn khoảng 10 ngày nữa là đám cưới đó. Cô ấy bị tai nạn mất. Ồ, cái người thứ nhì đó phải không em? Dạ, nên nói chung là tới giờ cũng 4 năm, hơn 4 năm rồi. Em có cháu nào chưa? Dạ, hồi vợ thì có một bé. Thì lúc mà vợ em bỏ đi á, là bỏ lại bé là 3 tháng. Em nuôi tới bây giờ là 14 tuổi. Trai hay gái? Dạ, trai. Con trai hả? Ồ. Hoàn cảnh bạn trai bên đây còn đường tình duyên bên kia thì sao? Ừ, để từ từ hỏi bên đây em cái điểm mạnh nhất của em là gì? Tính tình của em thì nói chung là rất là hòa đồng, nói chuyện thì chủ yếu là vui vẻ mà em hay nói nhiều lắm. Nói chung là hãy miễn gặp đúng gu là em nói nhiều lắm. Điểm yếu của em là nói chung là khi mà cái công việc gì mà mình làm mình suy nghĩ không được á, là có thể thức nguyên đêm. Bởi vì đối với em là nói như thế này, công việc của ngày hôm nay không muốn để qua ngày mai và không muốn để trì trệ cái công việc của mình. Thì cái đó là điểm mạnh mà cưng, đâu phải yếu đâu. Đâu không phải là nhưng điểm... mà nhiều khi thức 3-4 đêm liền bị la. Bị mẹ la. Sao điểm mạnh của mình như nào, điểm yếu như nào, nói luôn đường tình duyên của mình sao? Dạ thì chắc có lẽ là em nói về hôn nhân trước. Em cũng giống như anh bên kia thì cũng một lần gãy đổ. Tụi em sống với nhau được 10 năm. Đến năm 2015 thì tụi em ly hôn. Thì hiện nay thì em đang nuôi hai con trai. Nhà em thì còn một người mẹ già trên 80 tuổi. Về cái điểm mạnh của em thì em rất là độc lập, vui vẻ, hòa đồng. Về công việc nữ công gia chánh thì có lẽ làm theo mình tự nhận xét mình nha, là mình làm cũng tương đối tốt. Cái điểm yếu của em là em rất là thẳng thắn. Mình nói thật quá người ta lại không vui. Với lại một cái nữa là em nói nhanh, có cái tật nói nhanh do cái tính chất của nghề nghiệp. Em chào anh. Không có nói nhanh đâu em. Em nói chậm nghe rõ lắm đó. Rồi sau cái đợt ly hôn đó là em có cái người nào khác không? Chắc có lẽ là em thuộc cái top là ế bình vững anh. Thôi, trời là số phận rồi.
ha. Bây giờ mình gặp nhau đây tiếp tục cái duyên, biết đâu nó sẽ thành cái nợ với nhau nữa. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Theo em thì em không đặt một hình mẫu, mà em chỉ cần là cái người đó tính tình ôn hòa một xíu, có nghĩa là đừng có hỏi ra mà vừa cái gì về mà đung 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 lên, không có hỏi lý lẽ thì em không thích như vậy, một cách nó nhẹ nhàng một xíu. Còn hình thể làm sao, cao ráo làm sao? Em chỉ cần là cao em một cái đầu thôi, mà nếu cao được cả nghĩa đen là nghĩa bóng thì rất tốt. Em không thích điều gì ở đàn ông? Tham gia quá nhiều vào tệ nạn. Em muốn tìm một nửa người yêu của mình, một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về em suy nghĩ thì rất là đơn giản. Ví dụ như có những cái chuyện gì đó mình cần nên giải quyết thì mình cứ nhỏ nhẹ với nhau mình giải quyết, chứ mình đừng có nên mà làm sùm lên rồi cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Công việc nhà thì mình cứ chia sẻ nhau mà mình làm thôi, chứ không phải là cái công việc nhà là của vợ thì đi làm về phải tự vô làm. Không có, đối với em thì nó không có như vậy. Ai là lúc nào làm cái đó. Bây giờ chúng ta cố gắng là đóng lại con thuyền tình yêu mới để nó lan tỏa hạnh phúc ha. Em gái hôm nay đi với ai? Dạ em đi với con trai lớn của em, bé ngồi phía dưới. À con trai lớn nữa hả? Trời, con trai năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 16 tuổi. Xin chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Con chỉ mong là người bạn đời của mẹ con là qua biết quan tâm chia sẻ với mẹ con không có cần nhiều á. Con muốn mẹ con bước thêm bước nữa không? Dạ, con cũng muốn điều này lâu rồi mà mẹ con vẫn ế tới bây giờ. Con thấy chú này có hợp mà với mẹ con không? Mẹ con nói mẹ nè, chú này rất là nhìn bên ngoài rất là điển trai, sạch sẽ, tính tình thì vui tính, có thể về chia sẻ với con được. À, con có yêu cầu gì với chú không? Dạ, chú khi nào buồn thì qua nói chuyện với con. Trời, thấy nó thân thiện ghê không? À, chú nói gì với con? Thì đối với chú thì rất là đơn giản, nói chung là về người lớn chú xử sự được, và đối với người nhỏ chú xử sự được, và đối với con nít chú xử sự cũng được. Chú là rất là đa năng. Chú chỉ con trồng lan hả con hả? Dạ. Thú vị lắm á. Dạ, tại nhà con cũng hay trồng trọt, trồng này trồng nhỏ lắm. Rồi, hợp với chú. Bởi vì với chú thì luôn luôn thích quanh nhà mình là luôn luôn phải có hoa. Bất kể hoa gì. Theo con thì mẹ con nên bấm nút không? Dạ, mẹ nên bấm nha, chứ con kết chú này lắm rồi. Trời ơi, con kết chú này ủa lắm con rồi. Ơi, mẹ đi coi mà nó phải con đi coi, sao con kết lẹ vậy? Anh trai bên kia cho em xin hỏi là anh chuyên trồng lan đúng không? Đúng rồi em. Vậy anh có biết chăm sóc hoa giả quỳ không? Tại bạn hoa em nó hay gọi em là như hoa giả quỳ cuối mùa mà nó hay đọc ngược lại là con quỷ già. Trời ơi, yên tâm đi, hoa giả quỳ hay là gai gì cũng ok hết á. Được, được chứ. Bây giờ mình kéo rào nha. Kéo rào đi. Mở rào. Anh chào anh. Chào anh. Cười cái ca nào, cười. Tặng hoa nào? Cười, cô gái có nụ cười tỏa nắng. Dạ em cảm ơn. Em cũng xin có món quà tặng cho anh. Rồi, anh cảm ơn em nhiều. Mở ra đi cưng, coi cái gì vậy em? Rồi, rất là đẹp. Cái một gì cũng dây thắt lưng. Một cái thắt lưng phải không? Rất có đúng đẹp. Ý của em không? Dạ, rất là đúng. Còn lan đâu sao không thấy tặng gì hết trơn vậy? Dạ... Trồng lan mà tặng bông hồng buồn ghê luôn. Do là lan mùa này nó ít bông quá, thấy nó ngại. Chào em. Em ở huyện nào hồi nãy anh? Dạ em ở Duyên Hải, huyện Giang Biển. Lên anh có khoảng hơn 100 cây. Chính xác là từ chỗ em lên đến anh khoảng 120 cây. Nhưng mà đi đường quốc lộ 60 gần hơn chứ? Bây giờ nó cũng có nhiều đường đi lắm anh. Anh cảm nhận như thế nào khi mà tiếp xúc lần đầu với em? Thấy dễ gần, anh thích cái cách mà thẳng thắn nói nhiều. Anh cũng vậy, rất là thẳng thắn và nói rất là nhanh mà cũng nói nhiều lắm. Có lẽ mình cũng giống nhau điểm đó, em cũng nói nhiều nhưng tùy trường hợp. Nhưng mà cãi nhau không nói nhiều nha, cãi nhau không nói. Không, đối với anh cãi nhau anh không bao giờ anh nói luôn, anh im thinh luôn. Tánh anh thì nóng lắm, nhưng mà hãy miễn cãi nhau anh ra anh múc nước, anh gọi anh đầu anh xong anh đi rồi. Tĩnh tâm lại mình thoải mái lại, mình mới dám đi về mà mình nói chuyện. Chứ mà lúc đó mình có thể là mình tánh mình nóng, mình không kiềm chế được cảm xúc của mình, nó lại khó hơn. Mình im lặng đi, khi mình bình tĩnh mình sẽ nói chuyện với nhau nó sẽ hay hơn là cái lúc mình nóng giận. Thì đúng rồi. Em lúc nãy em cũng có nghe là anh nói về cái anh mong muốn cái người phụ nữ là giỏi nữ công gia chánh vậy đó. Anh không phải là giỏi về nữ công gia chánh,
mà anh không muốn người phụ nữ anh giỏi về về nữ công gia chánh, nhưng mà cái công việc đó là mình có thể mình làm được với nhau. Và anh nói với em một câu có thể là phụ nữ nấu ăn chưa chắc gì ngon bằng anh. Đúng, em công nhận điều đó. Tại vì đa số những đầu bếp nổi tiếng đều là nam, chứ không phải nữ. Với lại người ta chăm con người ta từ 3 tháng tuổi đó, bởi vì sao mà không giỏi được. Chị ơi, cái này phải kiểm tra lại, biết đâu có người hùng hợp chăm sao chị. Chưa gì đã ghen tuông rồi đó. Trời ơi, rằng quá. Phụ nữ ngộ lắm, bắt đầu để ý ai rồi là mới ghen đó. Còn là không có, không có ghen đâu. Bắt đầu có để ý đúng không? Không có, bắt đầu có để ý rồi đó. Chị ơi, đôi khi là có những bà hàng xóm tốt bụng sao chị? Đó, thấy chưa, ghen thêm tập 2 đó. Chị em nói một câu đi, em nói một câu đi cho bà yên tâm đi. Anh xác nhận có không? Cái đó là không có rồi. Đâu có ai đâu. Anh nói là nhìn em dễ gần vậy, anh có muốn gần hay không? Quan trọng là cái nút ở phía sau em cứ dám bấm hay không thôi. Chúng ta đủ lớn để suy nghĩ, để đưa ra quyết định chính xác cho chính con tim của mình. Đây, nút đây cưng. Ở đó tràn ngập những yêu thương. Đó. 3, 2, 1. Hay quá gian. Trời ơi, bấm đông điệu bấm luôn. Cùng một lúc luôn. Hãy nắm tay nhau, hãy tạo điều kiện, hãy tạo cơ hội cho nhau ha. Đây, còn có duyên hết sức ủng hộ quá trời quá đất luôn. Trời ơi, con mê chú này quá rồi, đúng không? Thì nói nghe nè. Thôi mình đặt nụ hôn đầu tiên ngay ngày gặp mặt đi. Chung nó cũng ha. Gì vậy? Gì vậy cũng hả? Ai mượn cũng vậy? Không đây nè, đứng lại như vậy mà hôn má. Đó. Rồi với cổ làm giấy đăng ký kết hôn nhanh lắm. Thầy cũng làm bộ phận đó luôn mà. Không anh ơi, chỗ em điền tên người khác không, lâu lâu thi thảo em cũng muốn xóa tên ta, em điền tên em không được. Chúc các bạn hạnh phúc nha.